Dạ. Còn chút xíu nó 5 giờ mới dính đó. Ôi ôi, vậy là phải cào đi cào lại khúc sông này cũng nhiều lần hả chú? Cày cối quá trời luôn, chạy tốt đi. Cái này mới chạy lên tới chảnh được, nó mới có cái chấn bị gì. Cái cọng dây nữa tới 100 mấy. Ờ, cọng dây là 100 mấy mét. Nó xa dữ lắm, từ đó từ lại tới đây mấy trăm thước rồi. Dạ. Còn nó còn nhỏ. Dính này vuột hả chú? Dính lúc đầu thì nó vuột rồi cái quậy trở lại một lần nữa. Quậy trở lại là hai cào sau nó mới dính. Sao? Cái cào trước đó là dính làm sao mà vuột hả chú ha? Bởi vì nó có lôi một khúc bằng rồi nó nằm bằng. Ở ngoài nó dính cái tay của nhỏ nó quẹo vậy nè, cái tay nó quẹo chéo luôn. Dạ. Cũng như nó chặt kiểu như mà nó cầm kêu là nó phanh cái tay nó phanh lại vậy đó. Dạ. Lên tới trên này cái tay nó cũng vẫn còn nằm y gan vậy luôn nè, mà nó dính vô trong cái hàm cào này nè, cái mình lấy cái cây đó mình đâu có thấy nó nằm ở dưới đó, nó cấu cái nó nằm xéo ở dưới á. Dạ. Lọt vô trong chút mình đâu thấy, mình lo bỏ cái cây thôi, bỏ tới chừng cái cây nó vừa rớt ra cũng dở lên, dở cái miệng lên thì đặng mình thu cào mà. Tại lúc đó mình chưa thấy ha, chưa thấy cho nên là cây nó vụt ra cái đâu nó nhào lên cái tôi hết hồn mất. Tới chừng tỉnh hồn lại thì bắt đầu cái chợt nhớ là phải, lúc đó mình nghe nhào xuống mình ôm nó lên là đâu có cực khổ, tới thêm một lần một tiếng nữa hả? Ờ, thêm tiếng ngoài nó lâu lắm, tới ba cào sau dữ lắm. Vậy là một tiếng đó là chú chạy phải ba cào nữa. Ờ, ba cào nó chạy sáu cào thôi. 2 tiếng mấy. Là tổng cộng là 6 chạy lần 6 lần cào mới dính. 6 lần cào mới dính. Dạ, vậy là chiếc cào mà đã đưa em Pha lên bờ này của chú anh chị. Giờ đây thì em mời cô chú anh chị đi xuống chiếc ghe cào mà chính chiếc ghe này đã đưa em Pha lên bờ nha. Đây chiếc ghe cào của ông chú nè, đã cào ở đây nè để đưa em lên bờ của chú anh chị. Giờ thì mình đi xuống chiếc ghe này để mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em tham quan nơi địa điểm mà sự đau lòng đã xảy ra, là em Pha 18 tuổi đã tắm ở tại nơi đây và đã đưa về nhà rồi. Thì giờ đây thì chiếc ghe cào này đang đậu ở đây nè của chú anh chị. Đây là chiếc ghe cào mà chú ấy đã làm công việc từ thiện để đưa Pha về nhà ha. Ơi, đang làm gì đó chú? Gác kính ha. Ở chiếc ghe này là đưa em Pha lên đây phải không chú? Dạ. Lụm nó lên. Là mình chạy cào ở đây đây hả? Cào đây nè. Dạ, cào vòng vòng dưới đây đó hả chú? Dạ, mình cào lâu không chú? Cũng lâu rồi, chắc cũng có 2 tiếng rồi. 2 tiếng, 2 tiếng mới gặp ha. 2 giờ mấy rồi tới 5 giờ. Dạ. Chút xíu nó 5 giờ mới dính đó. Ôi ôi, vậy là phải cào đi cào lại khúc sông này cũng nhiều lần hả chú? Cày cối quá trời luôn, chạy tốt đi. Cái này mới chạy lên tới chảnh được, nó mới có cái chấn bị gì. Cái cọng dây nữa tới 100 mấy. Ờ, cọng dây là 100 mấy mét. Nó xa dữ lắm, từ lấy tới đây mấy trăm thước rồi. Dạ. Rồi bắt đầu cho chạy chút xíu nó ra cào, ở đầu mình mới thấy ra mới kéo chỉnh cào được. Dạ. Chứ biết là nó nằm ngay chỗ đó đó. Chỗ đó có cái cắp hả chú? Ờ, chỗ đó hồi đó nó móc làm cái bờ kè trên đó đó rồi nó sâu, nó giống hệt như cái vách tượng nó đứng sững luôn nhá. Ngộ thiệt là ngộ vậy, nó đứng ha. Ờ, rồi là xa nó mới nó có cái dốc vậy, thành ra nó rớt xuống đó rồi nó trôi lại đó, nó nằm đó đi, nó không có đi đâu được hết trơn á. Vậy là nghe chú nói vậy là nó ẩn dưới cái cắp. Ờ, sâu á. Lúc mình cào là cái cào mình nó trên là cái cắp dưới nó nghiêng, mình biết không chú? Nghiêng biết, dòm thấy biết trơn nhá. Dây bên cao bên thấp hay sao? Biết, nó bên thẳng bên dùng. Dạ. Một cái nó nằm nghiêng nha, giống hệt như mà cánh máy bay nó đi xéo xẹo nữa. Nó rồi chứ này chắc khó dính nó. Khó dính nó nằm nghiêng vậy đó. Dạ. Rồi dây này mình thả xuống tới với mặt chỗ cái lòng chảo là khoảng bao nhiêu mét hả chú? Nó cỡ 9 mét à. 9 mét ha. Trời ơi. 9 mét là chỗ đó nó sâu cái đó. Sâu. Ở giống ngoài này là 8 9 thước, cái cây sào thiệt là dài đây mà cầm đâu có tới, cái cào nó sào đó, cái sào 5 thước nó cầm không tới đó. Cầm không tới luôn. Ừ. Thì nó độ chừng cả 8 9 thước. Và lúc mà khi mà mình dính cái cắp mà cái cào phân nửa trên phân nửa dưới đó là chú thấy là nản rồi hả chú ha? Thua rồi. Nản thì nó không nản, nhưng cái cào đó mình chạy coi như chạy không vậy đó. Chạy không. Rồi mình chạy trở lại. Dạ. Lúc cùng chạy cái cuối cùng nó cũng nghiêng vậy đó mà nó dính nhỏ. Dính này vuột hả chú? Dính lúc đầu thì nó vuột rồi cái quậy trở lại một lần nữa.
hai cào sau nó mới dính. Sao? Này, cái cào trước đó là dính làm sao mà vụt hả chú ha? Bởi vì nó có lôi một khúc bằng rồi nó nằm bằng ở ngoài, nó dính cái tay của nhỏ nó quẹo vậy nè, cái tay nó quẹo chéo luôn. Dạ. Cũng như nó chặt kiểu như mà nó cầm kiểu nó khoanh, cái tay nó khoanh lại vậy đó. Dạ. Lên tới trên này cái tay nó cũng vẫn còn nằm y răng vậy luôn nè, mà nó dính vô trong cái hàm cào này nè. Cái mình lấy cái cây đó mình đâu có thấy nó nằm ở dưới đó, nó cấu cái nó nằm xéo ở dưới á. Dạ. Lọt vô trong chút mình đâu thấy, mình lo bỏ cái cây không, bỏ tới chừng cái cây nó vừa rớt ra cái nó dở lên, dở cái miệng lên thì đặng mình phu cào mà. Tại lúc đó mình chưa thấy ha, chưa thấy cho nên là nó vụt ra cái nó nhào lên cái tôi hết hồn hết chứ. Tới chừng tỉnh hồn lại thì bắt đầu cái chợt nhớ là phải, lúc đó mình nhào xuống mình ôm nó lên là đâu có cực khổ, tới thêm một tiếng nữa hả? Thêm tiếng ngoài nữa, lâu lắm, tới ba cào sau thì dữ lắm. Vậy là một tiếng đó là chú chạy phải ba cào nữa. Ba cào nó chạy sáu cào thôi, hai tiếng mấy. Là tổng cộng là sáu, chạy lần sáu lần cào mới dính. Sáu lần cào mới dính. Dạ. Lúc đó thì có ai dưới đây với chú không? Hay mình lên chú hả? Có đi với thằng Nhật con. Rồi với có hai ba người đi theo nữa. Bà con dòng họ nó rồi cái đuổi lên là không được, mà ông đừng có xuống đây đi, xuống được rồi cái thân á rồi. Người thân là không có vô đâu. Người thân là xuống không được hả chú ha? Ông bỏ vừa bỏ qua cái đầu là hốt đi vô liền. Trời ơi. Nó nằm trọn trong luôn hả chú? Nó nằm trong lỗ luôn, vừa sập luôn nó nằm đó. Dạ. Rồi mới lên trên bãi đó mới sổ nó ra rửa. Nó cũng có mùi hơi hôi á, cái mùi á. Rồi chú làm như vậy thì có sợ là sau này này kia không? Không có gì, mình đâu có mần ăn mình đâu. Cái gì mình làm đúng theo cái tâm mình hết chú. Đạo lý là con người mình sống. Dạ. Yeah. Bởi cái câu nó giúp người đâu không đợi trả ơn nó. Nếu còn bổn phận nó cũng hơn bạc vàng ơi. Dạ. Yeah. Mình có cái tâm từ bi, mình đâu có ngán sợ gì, mà người ta kiên cử thôi, cái vụ gì đó không cử được đâu. Làm ăn mà mình có cái chuyện mà người ta đang khốn khó thì không lẽ mình vô mình ngó hoài. Dạ. Cũng có nhiều người nó nói làm ăn cái nghề này không được đâu, nó nói nghề bà cậu dưới sông ghe hư ghe bụng mà tàu bè chết mấy ở đâu tôi cũng dòng kéo về bến hết trơn á. Vậy là trước đây là chú cũng từng làm như vậy lần nào chưa chú? Cũng có làm nhưng mà nó không có dính. Không dính. Bởi vì nó nằm sát ghe đó rồi mình vô không được. Dạ. Yeah. Mấy chiếc ghe buông vòng vòng bên đây nè, cũng có mấy lần rồi mà cào không dính. Dạ. Yeah. Vậy là chú cũng đi tiếp nhiều lần này ha. Nằm dưới cái nằm trong cái lồng á, mình chạy ở ngoài không à. Dạ. Vô tới trong á, ta tính là cũng như là rớt ngay chỗ cái ghe này rồi nó đạp nó phóng ra ngoài á. Dạ. Cuối cùng nó xuống nó nằm tại kế bên đó luôn. Kế bên đó luôn. Rồi sát bên luôn. Cái xác này theo người ta nói là cả hai ngày nó mới cho bị sình, nó mới lần lần đi. Dạ. Còn ngày trước ngày sau chưa đâu, giáp cử nó cũng chưa, nó còn cứng thịt á, mới ương à. Vậy là còn hình đó ha. Còn nặng dữ lắm á. Tại vì tôi cũng có đi thấy nhiều người ta làm nhiều chỗ á. Cái dòng sông này từ đây qua tới bển là khoảng bao nhiêu chú? Có 1 km à. Một cây số ha. Cây số. Dạ. Vừa đúng cây số luôn á. Và xa nhất và sâu nhất ở đây là bao nhiêu? Sâu nhất là 12 m, nằm ngay chỗ cái họng dầm này đó. Dạ. Ở đây 12 m. Còn ở đây thì nó sẽ cạn hơn ha. 6 m, 8 m, 9 m trở lại à. Dạ. Xuống dưới nó có cái chủng sâu chúng đó, chạy xuống nó có cái diều sâu xuống thiệt sâu vậy. À, chú chạy này là chỗ nào sâu cạn chú biết trơn gì hả? Gần hết trơn, nó độ bao nhiêu thước, nó sâu cỡ bên thì ngay chỗ qua đuôi cái ngoài chút xíu là qua bển là nó bằng trăng rồi đó. Dạ. Có cái lòng chút xíu chỗ này hả, rồi lên tới ngay chỗ cái cây xanh, nó lên tới trên cái phá bự trên là nó mới sâu. Ở chỗ nào có cấp này kia chú biết chưa? Biết cái lần chạy bị cọng dây này nó dưới đất sượn rồi đất lỗ dưới mình cũng biết luôn. Dạ. Chạy rồi cái dép này hả, nó ủi xuống cái nó giật phóng vậy. Ở trong không có được ngọt. Trong cái lúc cào đó là cái gì là khó khăn nhất lúc đó hả chú? Đó là mình sợ nhất là cái vụ mà cây nó trôi. Dạ. Nó dính rồi nghe, mình phải kiếm chỗ nào chống chảy cái mình lôi vô cái mình mới mở cái cào nó ra, mình tháo có giống như mình lột áo vậy đó. Chứ để nó dính nguyên cái cây bằng nguyên cây là nó dính thường xuyên hoài, nó vô hồi ngày qua cũng vô nguyên cái đống bằng đâu, chừng có 2-3 người ôm nó bự chằng thang luôn, bự á. Nhưng mà nhờ nó mục á. Dạ. Nó nằm dưới lông mâm mình nằm mà cái nó mục, cái nó không có xé lưới được, nó cũng có xé mà xé ít. Dạ, sáng tới giờ mới rồi nó mới xuống nè. Dạ. Là ngày hôm qua có bị rách lưới không chú? Có rách nhiều lắm. Giá lại sao dạ, chú ha? Cỡ 5-6 thước bây giờ.
Dạ. Giờ đồng hồ thì giá một giờ đồng hồ giá một sải sải thôi nè. Mà sáng thì giá từ 4-6-7 thước. Như chú giúp em pha vậy thì tấm lòng của chú thấy nhẹ nhàng không chú ha? Dễ giúp đỡ người được, trong mình làm như nó thấy nó phấn khởi lắm á. Dạ. Như kia đi chung với bạn bè mà có chuyện chữa cứu gì là tôi cũng lại giúp đỡ hết trơn rồi, chứ không bao giờ bỏ chạy đâu, không có đâu. Còn mình cũng vậy đó, miễn máy của tôi mà có trục chặt gì là đang thả trôi hay là gồm, hồi nó bu lại giống như mà lồng rồng mà bao bu có lóc gì nó thấy nó mến lên. Là giúp đỡ ha chú, thấy chú thường giúp người ta đó, giờ người ta giúp chú. Mới muốn làm nghề cũng vậy đó, chú xong là không gần cái gì là tôi lại tôi chỉ cho nè. Dạ. Tôi làm dép dùng rồi tôi chỉ giá lưới rồi cũng làm cầu, mình nói là cá móng là bữa nào nó trúng trúng gì đó mình cũng nói cho nó biết. Nghe mấy người đi đi cầm, năm nay tôi đi là 22 năm rồi đó. 22 năm rồi hả chú? Hồi năm 2002 tới giờ. Dạ. Rồi đi xong mình thấy ghe cổ chết mấy mình cũng vòng về bến gì, rồi vô chợ rồi muốn đi chỗ đâu nào đó mình người ta yêu cầu mình á, mình chạy rồi nó nghe người ta cũng trả tiền mà tôi không có lấy hồi đó giờ không có lấy đồng xu nào nha, cho 500 triệu 500-200 rồi cũng thường xuyên hoài mà không lấy đồng nào nha. Vậy là chú làm công việc từ thiện không? Thì cái chuyện mà mình làm ăn nhưng mà mình có giúp đỡ được cái gì là mình cứ việc giúp người ta. Dạ. Thì chú hay là pha như vậy tắm như vậy là khi nào hả chú? Thì lúc mà tôi về là mười cũng bữa mà lấy nó đang chết đó là 11 giờ mấy là tôi về là nó sửa sẵn chút xíu là nó xuống tắm rồi đó, là lên cảnh lặng tiếng sau mới xuống xuống thì lúc đó là tới 1 giờ mấy nó lạc lại nhau rồi cái nó mới đi kiếm con gặp rồi nó đợi tới 4 giờ mấy nó mới cho hay tính giờ 2 giờ mấy rồi hai tiếng mấy đồng hồ. Dạ. Rồi nó đi trốn đó, nó đi lên tới trên 3 cây gửi số đó, nó mua áo phao á. Dạ. Thằng nó đi kiếm mà rút cùng cái không gặp cái mấy hỏi mấy ông vô thông nè, nó cũng như là con nít nó sợ nó hỏi mấy ông thử rồi mấy ông nói sao á, cái là đi tắm vậy rồi trốn mất tiêu rồi kiếm không gặp, cái mấy ông mới gậy mấy ông là mấy mày về kêu cha mẹ người nhà của người ta đi kiếm nó coi sao mà mấy mày lại nói với tao vậy. Là con sợ quá không dám về, bắt đầu mới về báo tình tỉnh thì bắt đầu đi kiếm hoài kiếm quỷ đâu gặp, thấy đôi dép bỏ chỗ đó luôn rồi cái áo cũng để đó luôn. Ủa sao con nghe nói là vớt đôi dép gì ta? Ông cái lúc đó là đi 5 thằng mà 4 thằng ngồi bấm điện thoại coi, lúc đó là nó chưa có nào tắm hết trơn á, cũng như đợi nó lại vậy đó, đợi lại rồi lại sau thì bắt đầu là nó lấy đôi dép của con kia nó thảy cái gù ra ngoài, thấy ra ngoài cái nó lội ra vô một lần rồi nó thấy thêm lần sau nữa, thì mấy ngày nó nghe nó bị gì nó chưa đồng loạt tắm bị lợi cũng như làm như trời nắng nhiều hay sao nắng nhiều ngồi nó đợi lúc đó có 1 giờ mấy rồi. Dạ. Rồi cái nó thấy ra lần đó thì bắt đầu là nước bữa hổm nó cũng cỡ này nè, cũng bữa ngày 11 là cái ngày hôm kia nó chưa có lông hung á. Dạ. Đầu nó mới giơ 2 cái tay lên là lúc đó nó chữa sẵn chết mà mấy ngày đâu không biết, tưởng tôi là giỡn chơi, mỗi bữa thì giỡn như mỗi khi rồi nó lặn dù bờ nó trốn ở trong mấy cái cạc dạ cầu nè với trong bực lá bên đó trời ơi. Vậy là mấy lần trước cũng có giỡn vậy rồi ha, giỡn nó rồi mấy ngày nó làm ôi bữa nay chắc nó cũng giỡn vậy, mấy thằng đó dòm ngó nhau cười chơi là thấy nó gì quẩn quẩn vậy đó. Dạ. Yeah. Vô tay nó cầu cứu mà nó ngọt cái dưới mà nó đâu có biết bị giọt bé. Vậy là mấy người bạn đi chung là tưởng là nó giỡn như một ngày cầu, không thấy nó lên không. Yeah. Thấy lại luôn cái bắt đầu cái mấy kia là ổng à, trốn đâu rồi anh, mới trốn đâu rồi mấy kia kêu á, bởi vì nó lớn tuổi hơn mấy nhỏ này. Dạ. Cái kiếm hoài kiếm quỷ hai nó là ủa không lẽ ông này ông về nhà ông lên trên nhà không cho mình hay sao, đầu mới đi mà cũng chưa có lên nhà đó, bắt đầu mới mua áo phao đi kiếm, nghe nó đi kiếm lên tới trên chảnh hồi tối tôi có lại nhà của ông dượng của nó, ông cậu chứ ông cậu 6 là nó đi tới trên chở nó đi 3 cây số thì nó kiếm tới trên chảnh. Ôi ơi, mấy người bạn của pha là lội 3 cây số luôn, mấy đứa nhỏ chung với nhau đó. Dạ. Thì kiếm mà chưa có cho gia đình hay nữa, cái chừng tới 4 giờ mấy bắt đầu tới chiều mới hay là về pha đâu mất tiêu con kiếm không gặp, nó lại nói với bà ngoại rồi đó. Dạ. Rồi mới tá quả lên thì bắt đầu là 4 giờ mấy tới 5 giờ mấy người ta mới cho tôi hay là lúc này thì chiếc ghe nó nằm cản mẹ đó rồi đâu đi được đâu, thấy tới lui đi tới lui hoài tới 9 giờ mấy gần 10 giờ tôi cũng còn ra đi thăm nữa là thấy mò với dân câu rồi dài đó ghe nó cạn, bắt đầu tới ngày hôm qua nó cũng không có ra được, cái nước này chưa cao nè, ngày hôm qua tới
2 giờ rưỡi rồi. 2 giờ rưỡi tôi mới cào một cái. Cào cái chạy lên cái... Bởi vì có cái cầu đúc nó nguy hiểm lắm. Dạ. Yeah. Cái cào cái thấy nước còn chảy. Cái tôi cào, cái thằng đi cào tôi, cái nó bỏ nó đi qua bên ghe kia nó gà. Gà cái tôi có thấy cái thằng con tôi mới về, bị con tôi đi lâu năm mới nó biết nó gần đó. Rồi cái hai đợi tôi ngồi đục cả nửa tiếng hồ xong nước vừa xong yếu, bắt đầu tôi mới cào ngược chứ chúng dính ngay cầu đúc. Rồi cái thứ hai đó, dính ngay cầu đúc cái tôi phăng lên bắt đầu tôi chạy vừa lên tới ngang ngay đó thì nó dính cái gốc. Dính cái gốc là thằng và nó dính trong nhóm rồi đó. Dính trong luôn. Cái tay chừng kéo lên thì mình thấy cái gốc mình cũng như cái gốc mà nó có cái nhạnh nhạnh nó dính ngang cái hàm á. Dạ. Bỏ nó không thấy gì trong mình cũng mấy chục ký à. Nó tới 3-4 thước nó dài sọc à mà tôi bỏ ra ngoài mà nó còn chưa có rớt ra ngoài được đó. Mới thiệt là lâu mới ra bắt đầu cái mới phăng cái gốc ra, phăng ra vừa xong thì bắt đầu cái nó rớt xuống cái gốc xuống. Thì nó lú bị lúc đó nó đang dính cái tay của con nhỏ. Cái bắt đầu cái mới vừa nắm cái hàm lên nặng cũng như mình làm xong mình thu cạo lên mà. Dạ. Nặng mình chạy nữa, bắt đầu vừa phăng lên thì bắt đầu cái mạnh cái lúc đó mình cũng đâu có phăng mạnh rút lên cho lên vừa lên cái bắt đầu cái hồn nó bật ra ngoài cái tôi dồn thấy nó hết hồn mà chứ. Muốn định thần giật mình luôn á. Rồi vậy rồi thôi cho bắt đầu cái vừa mới ấy lại thì bắt đầu cái chợt nhớ trời tức hồi nãy tôi mới nói như nhỏ tôi nói trời nó dính nó rồi nè. Nó rớt ra ngoài rồi. Bắt đầu là mình thấy nó rồi đó, bắt đầu cái mới nói với mấy ông kia là đừng có kiếm trên trển nữa, điện thoại kêu mấy cậu kia đừng đi tuốt trển, bây giờ đang tản ra đi lên đi xuống nhóc chân 4-5 chiếc ghe đâu mà đầu kêu nó chở lại xuống nhau cho đó cào lại hai cào dính ba cái gốc cây không nó lại tiếp kéo ra lấy ra không rồi tới cái thứ ba cũng dính lóng cây nữa, cái tôi chạy tuốt ra ngoài còn ngoài ngoài bên giữa xong bên bển đang bỏ là nó nằm ở trên này cách chừng có 40 thước à, hút cái đám bằng nó chút xíu ha, cái đám lụm đó. Dạ. Cái tôi nói thôi giờ chạy ra xe sao ngoài đi, cái để vòng vòng cái hồ lớn, cái dòng cầu của mình nó lớn lắm, nó bung ra vòng nào bị chạy lên chạy xuống, cầu này nó mổ lắm, nghe nước ngưỡng nước xuôi chạy được hết trơn, nó yếu là chạy vòng vòng là cái gì hút cũng vô chứ. Dạ. Cái tôi bỏ ra ngoài thì tôi vừa lấy cái cây ra xong cái thằng đi theo tiếp bên ghe kia nó cũng qua, nó lúc đó nó bu một đống ở đó như là bài chết vậy. Thì lúc đó nó vô nằm chống ở đó, vô nằm chống ở đầu cái mấy phân nhẹ nhẹ lên thấy nó cũng không có nặng luôn gì, vừa bị nó nước nó lần á. Dạ. Cái vừa phân lên tôi dùng thấy lúa cái giò. Lúa cái giò cái bắt đầu mình lúc đó hết sợ là mình bị một kiếm quá trời cực khổ rồi. Dạ. Dính rồi nè, cái con cứ là dính hả, cái chở lên nó thấy cái giò nó la rồi là dính rồi. Cái hai đứa cháu nó trên mùi nè, nó la rồi bắt đầu dính, nó rơ, nó đứng nó qua vua vậy đó. Lúc đó mình sợ không chú? Không, lúc đó hết sợ rồi. Mình này lúc đó mình kiếm gặp mình trong kiếm rút đang cho người ta đang trông dữ lắm, nếu mà đêm tối chiều ngày hôm qua mà kiếm không gặp nó làm cực khổ thức nguyên một đêm nữa. Dạ. Yeah. Đi thôi để nó trôi một cái là kiếm cực chết luôn. Không biết tới giờ nào mới gặp nữa. Theo cái kinh nghiệm của chú á, nếu mà ngày hôm qua mình cào không dính là qua ngày sau mình cào đâu được nữa chú. Không được. Thì phía tới sáng phía hôm là bắt đầu lên. Chỉ quyết định là cào ngày hôm qua, nếu không được thì mình chỉ kiếm trên mặt nước thôi ha. Kiếm hoài chuẩn bị luôn. Đổ dầu tối đa luôn, không đem dầu lại. Chạy vừa cái bình vừa cạn chút xíu là nó đổ vô đầy nữa. Dạ. Tôi tính là cào tới tối luôn, ai giờ đâu nó dính rồi. Bởi vì mình biết nó vuột trên đó rồi đó, thì nó cũng phải nằm ngay đó. Nếu mà không được là tới sáng bữa sau là coi chật đi, nó nhẹ bớt nó lăn đi. Vậy là nó trôi ha. Nó trôi. Vậy cũng thay mặt bà con cảm ơn chú rất là nhiều á. Thức hơn một đêm trước cũng chết luôn. Thức nguyên đêm luôn hả chú? Thức nguyên đêm luôn á. Làm hai cái này dằn câu đó. Để câu để mình gà đấy ha. Gà rồi biết quần áo nhỏ tuột hết chân còn cái quần xì cơ mà. Ủa gạo? Hôm qua còn quần xì cơ mà. Gạo dính quần áo hả? Thì ra sao? Bộ nó móc lấy đâu mất tiêu hết chứ. Dạ. Ủa lúc mà nó tắm nó ở trần nó còn bận cái quần. Dạ. Còn bận cái quần nó lội á. Vậy là đâu có dính đôi dép gì, chiếc dép gì mang không, theo hả chú? Không có dép. Dép nó bỏ trên bờ hả? Ở trên ngay chỗ cây cầu luôn mà. Dạ. Lúc hồi lại giái giang cúng là dép với cái áo nó còn nằm đó đó. Dạ. Điện thoại thì nó gửi ở đâu trên nhà cho nó phải chặt trên quán cho nó trên nhà của người ta. Dạ. Nít mà nó vừa ngủ như ghen nó đi chơi. Như ngày hôm qua nếu mà mình cào không dính á thì bữa nay chú có hỗ trợ cho gia đình để mà chạy trên mặt nước để mà kiếm không chú?
đó chắc cũng nếu mà nó cần đi thì cũng đi, bị cái lúc đó trên bờ là nó dễ rồi. Dạ. Chỉ có cái nổi thôi chứ đâu có làm gì đâu khó khăn. Còn cái ví dụ mà ở dưới sông này nó mới khó khăn nè. Đâu có ai có điều kiện đâu. Mà người ta có điều kiện ở đây mà kêu người ta đi tiếp người ta cũng không đi luôn. Sợ hả chú? Không phải sợ, sợ ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của người ta đó. Dạ. Tôi nói cái chuyện gì mình bằng đúng cái lương tâm thôi, bây giờ đừng có làm cái gì chứ. Mình phải chịu. Chứ đâu có kiêng cử gì, chẳng hạn kiêng cử như cái chuyện ngoài luồng là nó cái nghề nghiệp nó khác đối chọi nhau á. Dạ. Còn chuyện mình bằng nghề bà cậu nên ta chấp được thì giúp, mình làm thì giúp được cái gì giúp à. Dạ. Thì chú với gia đình em Pha này là có ở gần không chú? Không có bà con ở lối xóm vậy đây. Ở lối xóm quen biết nhau vậy thôi. Dạ. Như mấy đứa cháu này cũng đâu có bà con dòng họ vậy đâu. Thì Pha sống ở đây thì hiền không chú? Thì nó cũng đi chơi với em út bạn bè, đi tắm đi chơi chỗ này chỗ kia chứ cũng không có làm cái giống gì, nó cũng hiền. Dạ. Mấy thầy cô đồ học sinh là quý mến lắm, mà tới hồi nữa ra đông lắm à. Dạ. Đóng góp cho đó đâu tới mấy chục triệu hả? Trời ơi, cũng đỡ ha chú ha. Hồi tối còn nữa, từ đây tới triệu luôn là đó. Ở trong tới góp á. Dạ. Ta quyên góp, ta rủ ghen nhau. Học sinh trong trường với thầy cô rồi đó ha. Ờ đó, hồi nãy nghe nó đem ra 40 rồi đó. Ôi ôi, gốc cây kìa. Ờ hôm qua gốc cây bự hơn cái đó nữa. Bự hơn đó nữa hả chú? Ờ nó trời lỗi, nó bự dữ lắm, đi vô nguyên muốn hết rồi dàn cầu luôn. Dạ. Đông dữ lắm, nó kéo ra nổi á. Vậy là nhà trường với mấy bạn học sinh chung với bạn Khoa là đã gom góp rồi. Rồi cái người mà không học chung với nó cũng lại góp ha, xong góp đóng góp cho nó nữa là khoảng 40 triệu rồi hả chú? Rồi đem ra 40 rồi, nãy nghe nó bà mợ của nó. Dạ. Lại nhà tôi chơi nói là đem hồi tối thì điện ra 30 rồi, nãy đem ra 40 rồi. Dạ. Rồi cái chiều này là nó chắc nó cũng lại đông dữ lắm, đặng nó đưa đi mà đưa tiễn đi. Dạ. Vậy chú họ có lại tiễn Pha không? Tại vì chú là người ơn để mà giúp Pha lên bờ á. Ờ chắc cũng hồi cũng lại chơi chút. Dạ. 4 giờ chiều nó mới đi đó. Dạ. Rồi vậy con cũng thay mặt bà con cảm ơn chú rất là nhiều với cái cử chỉ rất là cao đẹp, đã giúp đỡ những người lối xóm rồi này kia hết chú ha. Dạ. Vậy con chào chú nha. Đây cũng vậy. Để... lối xóm có chuyện gì cần là mình làm được rồi mình làm tới liền chứ không có bao giờ mình từ chối. Dạ. Rồi con cảm ơn chú. À, giờ đây thì chúng ta đã trò chuyện với người chú đã dùng cái ghe cào của mình để mà cào dưới dòng sông để đưa em Pha lên bờ. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ạ. À, tí nữa thì sẽ cập nhật liên tục để gửi đến quý cô chú anh chị ha. Quý cô chú anh chị nhớ xem video của Bước Chân Này Đó ha. Và ngoài ra thì Bước Chân Này Đó cũng thành lập cái Facebook trang fanpage á, cũng là Bước Chân Này Đó luôn. Thì trang đó thì chuyên cập nhật về tin tức. Thì cô chú anh chị mình cũng nhấn chút thời gian để qua đó để mà đăng ký ủng hộ em Út ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.